Lily xin kính chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Lily lại muốn nói trở ngược lại về vấn đề con trai của Lily. Vụ việc con trai của Lily là một nam thanh niên 19 tuổi đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Thì sự việc ấy cho đến hôm nay thì cũng đã gần 2 năm. Thì như tất cả các bạn có theo dõi về vụ việc này thì cũng đã biết về cái vấn đề con trai của Lily, thì chắc có lẽ là Lily sẽ bỏ qua về cái giới thiệu ban đầu. Hình như là các bạn theo dõi thì các bạn cũng biết rất là rõ rồi đúng không nè. Hôm nay thì Lily muốn nói đến một cái nhân vật trong cái sự việc này. Thật sự ra thì đáng lẽ ra Lily không nói. Mấy ngày nay Lily nhận được cái thông tin mà Lily chưa xác thực đó là chính xác hay không, cho nên Lily không có dám nói. Cho đến ngày hôm nay thì Lily đã nắm được một bằng chứng rất là xác thực. Thì để lên đây Lily nói để chia sẻ với các bạn cái sự việc này. Bởi vì sự việc này nó không đơn thuần là chỉ một mình Lily quan tâm, mà rất nhiều các bạn đã theo dõi cái sự việc con trai Lily quan tâm. Thì như mọi người cũng đã biết thì cái sự việc con trai Lily mất, thì sau cháu mất được vài ngày đó thì Lily có viết một cái bài lên trên trang cá nhân nói về cái sự làm việc quan liêu tắc trách của một số bác sĩ đã dẫn đến cái chết của con trai Lily. Thì sau cái bài viết đó thì có rất là nhiều cá nhân làm việc bên ngành y tế đã vào tấn công Lily, cũng như là viết những cái bài báo không có đúng sự thật để đăng lên các cái trang báo mạng. Thì trong những cái người đó thì có một cái vị bác sĩ tên là bác sĩ Trần Xuân Ngọc. Bác sĩ Trần Xuân Ngọc là một bác sĩ có phòng khám riêng tại quận 7, đã từng làm việc tại Sở Y tế Vũng Tàu 11 năm, cũng như là làm việc cho bên bệnh viện quận 7 nè, rồi làm việc cho phòng khám Nhi ở Vũng Tàu nữa. Đồng thời làm ở phòng khám 115. Đây là một vị bác sĩ đã viết cái bài viết để tấn công Lily ngay thời điểm con trai Lily mới mất chỉ được vài ngày thôi. Cái điều này đã làm cho cái nỗi đau Lily nó đã đau rồi thì nó càng đau thêm. Thì lúc đó cũng rất là may có các bạn ở cộng đồng mạng đã vào để chia sẻ động viên, cũng như là giúp cho Lily cố gắng vượt qua cái lúc đau thương và buồn nhất. Nhưng trái lại với cái hành động đó thì cái vị bác sĩ này đã viết một cái bài viết tấn công Lily, chửi bới Lily là cái loại vô ơn, rồi nói về cái vấn đề là khi các bác sĩ đang cắm đầu để lo lắng chăm chút vào để lo lắng cho con chị, thì những cái dân cư trên cộng đồng mạng họ ở đâu, đến bây giờ con chết rồi thì họ vào họ thả vài cái icon hoặc là họ nói vài câu thì chị xem họ giống như là những anh hùng. Lúc đó thì Lily cũng rất là buồn. Thì khi nói qua nói lại thì Lily có bình luận trong cái bài viết của cái vị bác sĩ này một cái câu, đó là chị sử dụng bằng giả hay sao mà chị phải nịnh những bác sĩ khác như thế, chị nịnh như vậy để chị xin việc à? Có phải chị sử dụng bằng giả hay không? Thì lúc đó thì cái phản ứng của một người mẹ khi mất con thì Lily cũng chỉ nói theo một cái mức độ như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ cái sự việc đó lại là sự việc mà có thật. Các bạn biết mỗi ngày thì Lily đều đốt nhang khấn vái con mình. Lily mới nói là cái nỗi đau của mẹ có lẽ chẳng bao giờ suốt đời, nó chẳng bao giờ vơi đi được. Cho nên là nếu con có linh thiêng, hãy giúp mẹ vạch mặt những cái kẻ đã làm trái với đạo đức lương tâm, đã làm cho nỗi đau của mẹ đau nhiều hơn. Thì ngày nào cũng vậy, Lily cũng đều khấn vái con mình như vậy hết. Thì hai ngày trước thì Lily có nhận được cái tin nhắn của một số người bạn nhắn cho Lily, nói với Lily rằng mày có nhớ cái bà Ngọc không? Cái bà Trùng Sương Ngọc đã tấn công mày ngay khi con mày chết đấy. Thì bây giờ lòi ra là bà ấy làm bằng giả mày ơi, bà ấy hành nghề bằng bằng giả. Thì Lily nói là thông tin ở đâu vậy, cho Lily xin cái bằng chứng đi. Thì
hai người này nói là giờ chỉ báo cho mày biết như vậy thôi, nhưng mà muốn bằng chứng thì 1-2 ngày nữa sẽ có. Thì Lily vẫn chưa có tin đó là sự thật, bởi vì đây là một người làm việc trong ngành y tế rất là lâu năm, và người phụ nữ này đã từng đăng lên trên mạng khoe khoang rằng giới ngành y ở thành phố Hồ Chí Minh không ai mà không biết đến cái tiếng của cô ta, chứng tỏ là cô ta rất là giỏi, rất là nổi tiếng và đã từng làm việc tại Sở Y tế Vũng Tàu 11 năm và làm việc cho các bệnh viện cũng như là phòng khám. Thì bây giờ nói cô ấy sử dụng bằng giả thì Lily cũng rất là bất ngờ và không có tin. Nhưng mà sự việc hôm nay thì nó đã sáng tỏ. Bây giờ Lily sẽ đọc cái bài báo, mà bài báo này không phải là bài báo lá cải, không phải những cái bài báo của những trang mạng vớ vẩn, mà nó là một bài báo chính thống từ phía nhà nước đảng bộ của Đồng Nai đăng lên. Thì nó không phải là báo lá cải nữa mà đó là sự thật. Thì bây giờ mời mọi người nghe hết toàn bộ cái nội dung của bài báo nhé. Phát hiện một bác sĩ hành nghề bằng giả. Ngày 18 tháng 6, thông tin từ phòng thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho hay đơn vị này vừa xác minh một bác sĩ sử dụng bằng tốt nghiệp y khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không có trong hồ sơ cấp bằng của trường vào năm 2002. Cụ thể, trong quá trình thẩm định hồ sơ nhân sự để phòng khám đa khoa Đại Phước, huyện Nhân Trạch chuẩn bị đi vào hoạt động, thanh tra Sở Y tế phát hiện bằng tốt nghiệp y khoa của bà Trần Xuân Ngọc, người phụ trách chuyên môn phòng chẩn đoán hình ảnh của phòng khám có vấn đề, nên đã tiến hành xác minh lại tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Phạm Ngọc Thạch. Kết quả, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bằng bác sĩ của bà Ngọc là không có trong hồ sơ của trường. Trước đó, ngày 20 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của bà Trần Xuân Ngọc, sinh năm 1978, đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám chẩn đoán hình ảnh. Qua xác minh hồ sơ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác minh tính xác thực của văn bằng y khoa của bà Ngọc. Qua xác minh của trường thì bằng tốt nghiệp y đa khoa của bà Trần Xuân Ngọc số vào sổ 191/Y96 cấp ngày 10 tháng 10 năm 2002 không do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo đến Sở Y tế 63 tỉnh thành và thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan quản lý chuyên môn có liên quan đến sự việc này. Ngoài bằng đại học, bà Ngọc còn có bằng chuyên khoa 1 do một trường Đại học Phạm Ngọc Thạch cấp. Sau khi thanh tra Sở Y tế xác minh tại Đại học Phạm Ngọc Thạch thì bằng chuyên môn 1 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, số hiệu bằng B0033967, số vào sổ 136/CK108/15 là do trường đã cấp cho bà Trần Xuân Ngọc vào năm sinh năm 1978 tại Nam Định. Đối chiếu với số lưu thông tin về bằng chuyên khoa 1 của bà Ngọc đúng với số cấp phát lưu trữ tại trường. Tuy nhiên, các bạn nghe cho kỹ chỗ tuy nhiên nha, do bà Ngọc không trung thực trong hồ sơ đăng ký học và sử dụng bằng tốt nghiệp y khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp, nhưng không có trong sổ cấp phát lưu trữ của trường này để dự tuyển sinh chuyên khoa 1. Có nghĩa là bà ấy dùng cái bằng giả từ cái trường Đại học Y khoa Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để nộp vào cái trường Đại học Phạm Ngọc Thạch này để lấy cái bằng chuyên khoa 1. Nên trường Đại học Phạm Ngọc Thạch đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng của bà Ngọc. Các bạn thấy là bà ta sử dụng một cái bằng giả của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để nộp vào trường Đại học Y Dược để học, để lấy cái bằng chuyên khoa 1. Các bạn, nếu các bạn không phải ngành y thì các bạn đừng không hiểu được cái chuyên khoa 1 nó quan trọng và nó như thế nào trong ngành y. Cái bằng chuyên khoa 1 nó rất là quan trọng và cao cấp, rất là khó để lấy bằng chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 các bạn nhé. Tiếp tục,
nên trường đại học Phạm Ngọc Thạch đã ra quyết định thu hồi hủy bỏ văn bằng của bà Ngọc. Ngay khi có thông báo xác minh của Sở Y tế Đồng Nai, Phòng khám Đa khoa Đại Phước cũng đã tiến hành cắt hợp đồng hợp tác với vị bác sĩ này. Ngày 16 tháng 6, Thanh tra Sở Y tế đã giao lại chứng chỉ đào tạo bằng chuyên khoa 1 cho trường Đại học Phạm Ngọc Thạch và chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa y học gia đình số 001-777-A002-CCDTNL do Đại học Y Dược cấp ngày 19 tháng 8 năm 2017 cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với bằng tốt nghiệp đại học của bà Ngọc, Sở Y tế Đồng Nai sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định. Theo bà Ngọc, bà làm việc tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 11 năm sau khi ra trường từ năm 2003 đến 2012. Năm 2012, bà Ngọc học chuyên khoa 1 tại trường Đại học Phạm Ngọc Thạch. Từ năm 2013 đến 2018 làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, bà Ngọc ký hợp đồng hợp tác với phòng khám 115 huyện Nhân Trạch. Nhưng cũng trong năm 2017, bà Ngọc ký hợp đồng không thời hạn với bệnh viện quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về siêu âm chẩn đoán hình ảnh do phòng khám 115 không hoạt động, không trả lương cho bà Ngọc. Kính thưa các bạn, đây không phải là vấn đề của riêng bất cứ một người nào, mà tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề chung của rất là nhiều người trong xã hội quan tâm tới vấn đề này. Một vị được cho là bác sĩ, được có bằng chuyên môn để mở phòng khám tư. Bà Trần Xuân Ngọc này có cái phòng khám tư, phòng khám siêu âm ở quận 7 và đã... hình như là bà đã ngừng hoạt động và cho thuê lại vào năm 2018 sau cái vụ mà con của Lily mất. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi có một cái điều rất là quan trọng là tại sao một người sử dụng bằng giả như vậy lại có thể làm việc trong cơ quan ban ngành y tế lâu như thế mà bây giờ mới bị phát hiện ra. Thì các bạn biết là bà ta khai là bà ta đã làm 11 năm ở Sở Y tế Vũng Tàu, làm bên bảo hiểm, rồi làm ở bệnh viện quận 7, rồi làm ở phòng khám 115. Nhưng mà trong cái khai báo này á, bà ta khai báo còn thiếu, bà ta đã từng làm việc ở phòng khám nhi ở Vũng Tàu và bà ta đã có phòng khám riêng ở quận 7. Thì cái câu hỏi mà tôi muốn đưa lên ở đây là lý do tại sao bà ta dễ dàng qua mặt các ban ngành y tế như vậy trong vòng 17, 18 năm trời. Bà ta sử dụng một cái bằng giả của trường Đại học Y Dược để nộp vào trường Đại học Phạm Ngọc Thạch để học bác sĩ chuyên khoa 1 về chẩn đoán hình ảnh. Các bạn cứ nghĩ như thế này nhé. Nếu chẳng may mà các bạn hay gia đình các bạn gặp phải cái vị bác sĩ dởm này họ chẩn đoán hình ảnh, các bạn không có bệnh thì các bạn sẽ ra bệnh, bởi vì họ không có chuyên môn. Hoặc cái người không, cái người bệnh thì thành ra là ồ cái bạn này bình thường không có gì đó. Cuối cùng cái người mà cái bệnh này người ta đâu biết bệnh để người ta chữa, rồi người ta sẽ chết. Còn những người không có bệnh bị chẩn đoán sai thành bệnh cũng sẽ suy sụp tinh thần, cũng sẽ chết. Thì các bạn thử nghĩ cho Lily một điều. Khi sử dụng một cái bằng giả để làm việc trong cơ quan nhà nước trong cái thời gian lâu như thế về cái mảng y tế, nó sẽ nguy hiểm mức độ đến tính mạng con người như thế nào. Hai ngày trước Lily nhận được cái thông tin này, Lily chưa dám nói lên, là bởi vì đây là một cái thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu như mình nói sai sự thật thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến bản thân mình trước, sau đó đến người khác. Cho đến ngày hôm nay, chờ đến ngày hôm nay thì thông tin đó là sự thật. Bài viết của phóng viên Bích Nhàn trên báo Đồng Nai và có kèm theo các hình ảnh rõ ràng của bác sĩ dởm chứ không phải là bác sĩ. Bà ta hoàn toàn không có bằng đại học y dược, không hề tốt nghiệp tại trường đại học y dược, thì làm sao chúng ta gọi là bác sĩ được? Cho nên Lily gọi bác sĩ dởm.
thì như mọi người biết là Lily muốn chia sẻ cái thông tin này lên là bởi vì khi sự việc con trai Lily 19 tuổi đã mất, đây là cái vị bác sĩ dởm và cái người phụ nữ viết bài viết để tấn công Lily nhiều nhất và ảnh hưởng rất là lớn trong thời điểm đó, thậm chí làm Lily suy sụp luôn. Bà ta viết bài này và ông Võ Xuân Sơn, ông Võ Xuân Sơn là ông có cái phòng khám ở phòng khám Exxon, ông đã chia sẻ, ông đưa cái bài viết của bà này vào cái trang chống bạo hành y tế, rồi cả bên bác sĩ nội trú, rồi bà ta viết trong cái trang của bệnh viện Chợ Rẫy, bà ta viết ca tụng các bác sĩ rồi lên án mình là vong ơn bội nghĩa. Thì Lily có nói và có bình luận trong cái bài viết của bà ta là: ủa sao bài viết này thấy bà nịnh các bác sĩ dữ vậy? Hay là bà xài bằng giả rồi bà sợ? Bà xài bằng giả rồi sau này bà muốn đi xin việc bà phải nịnh người ta trước như thế này thì sau này người ta mới cho bà làm. Thì cái lúc đó cái câu nói của Lily nó chỉ ngẫu nhiên thôi, nhưng mà không ngờ sau 2 năm thì bây giờ đã có bằng chứng là sự thật. Thì các bạn có thể nhìn thấy là những cái bằng chứng đưa lên các bài báo và những cái bà bằng cấp của bà Trần Xuân Ngọc này là hoàn toàn là không có thật. Vậy mà dám sử dụng cái bằng giả này để đăng ký nhập học vào cái trường Đại học Phạm Ngọc Thạch để lấy bằng bác sĩ chuyên khoa 1. Thì nếu như các bạn nghĩ đi, mười mấy năm trời làm việc trong cái ngành y tế mà chẳng may mà ai mà lọt vào cái tay bà này mà chẩn đoán hình ảnh sai thì rất là nguy hiểm đến tính mạng, nhất là các bà mẹ, bởi vì bà Ngọc này là chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Bà siêu âm 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, siêu âm màu để chẩn đoán hình ảnh, rồi siêu âm các căn bệnh khác nữa, chứ không riêng gì như thế. Thì theo tôi nghĩ, một bác sĩ như vậy, sử dụng bằng giả như vậy trong nhiều năm như vậy thì có xứng đáng để đứng trong cái hàng ngũ của ngành y tế hay không? Hay là phải trả giá cho cái hành động sai trái của mình, trả giá cho hành động mà lừa đảo pháp luật để làm việc, mà cái này là lừa đảo và làm việc ở một cái môi trường rất là nhạy cảm, đó là liên can đến tính mạng con người, bác sĩ mà. Đó, cho nên là tôi có cái câu hỏi tôi đặt ra như vậy. Thêm một cái phần nữa là sau khi con của tôi mất thì cái nỗi đau của tôi nó hoàn toàn chưa có vơi đi một tí nào cả. Bởi vì con tôi chỉ mất có mấy ngày thôi, không được một lời nào chia sẻ động viên từ phía bệnh viện, từ phía các bác sĩ đã điều trị cho con tôi. Mà tôi chỉ nhận được những cái bài viết tấn công của nhân viên ngành y tế, và trong đó có bài viết của bà Trần Xuân Ngọc. Bài viết của bà Trần Xuân Ngọc, bà lấy cái bút danh của bà là Julia Minh Khanh, bà đăng lên Facebook của bà đăng vào cái trang của bệnh viện Chợ Rẫy, rồi ông Võ Xuân Sơn chia sẻ qua cái trang chống bạo hành y tế. Và trong cái cuộc nói chuyện với tôi trên mạng, bà Trần Xuân Ngọc nói một cái câu như thế này: lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó là ngày thứ hai, bà khoe khoang là bà đang ngồi với thanh tra Bộ Y tế. Tôi có hỏi một cái câu là: trời ơi, thanh tra Bộ Y tế rảnh đến mức độ như vậy hay sao? Sáng thứ hai đầu tuần mà 8 giờ sáng lại ngồi uống cà phê với bà à? Tôi có đặt cái câu như vậy, tôi có hỏi bà như vậy. Và bà Ngọc này thì cũng khoe khoang rằng cái giới ngành y của thành phố Hồ Chí Minh không ai mà không biết bà ta cả, ai bà ta cũng chơi hết, bà ta cũng quen biết hết. Chính vì như vậy bây giờ tôi mới đặt câu hỏi: ồ, thì ra là bà này bà quen biết nhiều quá cho nên bà qua mặt được tới mười mấy năm trời. Từ năm 2002 đến bây giờ là 2020, là 17-18 năm trời bà ta qua mặt được. Cho nên là đúng là bà ta nói đúng là bà ta quen hết á. Rồi bà ta còn tỏ ra là rất là nguy hiểm, hâm dọa tôi nữa. Nhưng mà các bạn thấy, cái gì thì nó cũng có cái giá của nó cả. Tuy bà Ngọc không là người trực tiếp điều trị bệnh cho con tôi, nhưng lại có những bài viết đã kích tấn công tôi ngay trong cái thời điểm đó. Cũng như khoe khoang là đang ngồi với các anh bên thanh tra của bộ, hay là các anh của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chính Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát hiện ra bà là người sử dụng bằng giả đấy bà Ngọc. Thứ hai nữa là Sở Y tế Đồng Nai, thanh tra của Sở Y tế Đồng Nai cũng đang làm việc về cái vấn đề này. Vậy thì
cái câu hỏi tôi đặt ra chắc có lẽ là cho bà là: thưa bà Trần Xuân Ngọc, tôi chắc chắn là bây giờ bà chặn tất cả các Facebook và chặn tất cả các thông tin về bà, nhưng mà trên mạng thì nó nhăn nhản ra. Cho tôi hỏi là ngày xưa bà chửi cộng đồng mạng là ngu như con bò, chả biết gì, ngồi đấy nghe cái con mụ không có chuyên môn nó nói. Vậy thì bây giờ bà có chuyên môn hay không? Bà là người trực tiếp khám chữa bệnh và chẩn đoán hình ảnh cho các bệnh nhân. Vậy xin bà cho tôi biết bà có chuyên môn hay không? Cũng hay, cũng giống như là tôi nói, bà Ngọc ơi, bà nói ít thôi, có ngày quả báo sẽ đến với bà. Và bây giờ thì quả báo đã đến rồi, mà nó không phải đi đâu xa, đúng không? Mà cái này không phải là quả báo trên trời rơi xuống, mà cái này pháp luật trừng trị bà. Pháp luật trừng trị một cái con người dối trá như bà. Bởi vì bà hoàn toàn không có chuyên môn khám chữa bệnh mà bà dám khám chữa bệnh. Bà có phòng khám riêng, bà không dám khai ở trong đây là bà có phòng khám riêng, nhưng bà có phòng khám riêng ở quận 7 và tôi vẫn đang còn hình ảnh phòng khám của bà. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là bà làm việc cho rất nhiều cơ quan y tế. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cái thông tin này đến với các bạn để các bạn hiểu rằng cái nỗi đau của tôi hơn một năm qua chưa bao giờ nó vơi cả. Nó liên can đến vấn đề sức khỏe của tôi và con tôi. Bởi vì khi một người mẹ mất con, nó đau đớn cỡ nào, chưa có một cái lời động viên nào, thì quay ngược ra một số thành phần mà vỗ ngực xưng tên: ta đây là bác sĩ, ta đây là ngành y tế, chửi bới tôi không có chuyên môn, chửi bới cộng đồng mạng là một lũ con bò để ngồi nghe tôi. Thì bây giờ mọi người hãy thấy đi, tôi đưa ra các hình ảnh và các bằng chứng này để các bạn thấy rằng người phụ nữ này là một người phụ nữ dối trá và sử dụng bằng giả để khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân từ năm 2002 đến bây giờ là 18 năm. Và người phụ nữ này cũng là người tấn công tôi và tạo cho tôi, khuấy sâu vào cái nỗi đau của tôi khi tôi mất con trong thời điểm năm 2018. Bà ta tấn công tôi dữ lắm, đưa tất cả các trang báo mạng để viết cái bài nói tôi là cái người mà vong ơn bội nghĩa, rồi chửi cộng đồng mạng, rồi nói thế này thế kia. Cái bài viết của bà ta tôi đang còn, và các bạn cứ yên tâm và theo dõi nhé. Bây giờ tôi sẽ trở lại với cái mục mà sau này tôi sẽ trở lại với cái vụ việc của con trai tôi. Sự việc chưa có phải là ngừng lại đâu mọi người, nhưng mà có điều là mỗi ngày thêm một cái thông tin nào mới thì tôi sẽ thông báo với tất cả mọi người. Đây là cái người phụ nữ mà làm tôi đau đớn, gần như xoáy sâu vào cái nỗi đau của tôi sau khi con tôi mất. Bởi vì cũng từ cái bài viết của bà ta mà rất là nhiều người chửi tôi. Một cái bài viết mà giống như bài văn của cái đứa trẻ lớp 2 vậy đó, mà bà ta đăng trong các trang báo mạng rồi các diễn đàn thế này thế kia để cho hàng tỷ người lên án và chửi bới tôi. Thì bây giờ quả báo đã đến với bà. Tôi hy vọng rằng bà không phải ngồi tù, bởi vì tôi nghĩ là bà sử dụng cái bằng giả, bằng cấp giả mà bà làm việc bao nhiêu năm trong ngành y tế, mà bà còn có cả cái phòng khám riêng như thế, mà bây giờ phát hiện ra bà sử dụng một cái bằng giả như vậy, thì tôi hy vọng là pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị bà thích đáng và sẽ đưa bà vào cái vòng lao lý để bà trả giá cho những cái gì bà đã làm, cũng như là bà đã tấn công một người mẹ mới vừa mất con chỉ vài ngày thôi. Bà không có cái chia sẻ cái nỗi đau đồng loại, đã đành bà nhảy vào và tấn công tôi. Cái này không phải tôi hả hê vì tôi trả thù được bà, bởi vì cái này tôi đâu có trả thù bà đâu. Đời và cái quả báo nó cho bà nhận được cái nỗi đau như thế. Bà cũng là mẹ của hai đứa con, đúng không? Nhưng mà bà tấn công ngay khi tôi vừa mất con như vậy, thì bà hãy sáng cái mắt lên để nhận những cái gì bà đã gây ra trước đây. Hôm nay tôi sẽ chỉ nói ngắn và đơn giản như vậy thôi. Và sau đây, tiếp theo vài ngày sau, tôi sẽ đưa thêm các thông tin về vụ việc của con trai tôi là cháu Duy Hưng 19 tuổi đã mất cách đây 2 năm đó. Sự việc chưa có thể ngừng lại hẳn, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi chưa nói đến không có nghĩa là tôi ngừng đâu. Tôi vẫn còn tiếp tục đấu tranh. Giấy thì sẽ không bao giờ gói được lửa cả. Bà hãy nên nhớ như vậy.
Mặc dù bà thấy không, pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị bà, trừng trị cái sự dối trá của bà, trừng trị cái sự giả dối của bà, dám đem sinh mạng của con người ra làm trò đùa. Bà chuẩn đoán hình ảnh bà làm bác sĩ trong vòng mười mấy năm. Cái điều tôi rất là ngạc nhiên là tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra được. May mắn cho những bệnh nhân chưa rơi vào tay bà, và cũng may mắn cho những bệnh nhân đã từng rơi vào tay bà mà không chết. Bởi vì bà chỉ chuẩn đoán hình ảnh thôi. Mà chuẩn đoán hình ảnh cũng rất là quan trọng. Bà đã đi học chuyên khoa 1, bà dùng cái bằng giả để bà nhập học vào trường Đại học Phạm Ngọc Thạch để lấy một cái bằng chuyên khoa 1 thì nó không bình thường một chút nào. Bà nói đúng, giới y tế Thành phố Hồ Chí Minh không ai biết đến bà, không ai mà không biết đến bà cả. Bây giờ bà rất là giỏi, bà rất nổi tiếng, bà khoe với tôi như vậy. Thì bây giờ chúc mừng bà, không riêng gì giới ngành y của Thành phố Hồ Chí Minh biết đến bà đâu, mà tất cả mọi người trên toàn quốc sẽ biết đến bà, một vị giả danh bác sĩ mà làm việc trong ngành y tới 17-18 năm, và cuối cùng giấy cũng không gói được lửa, đúng không bà? Tôi hy vọng rằng đây là những cái gì tôi chia sẻ sẽ có ích cho mọi người. Bởi vì thật sự một người làm việc trong một môi trường nhạy cảm, đó là làm việc đối với cái mạng sống của con người, là hoàn toàn 100% phải là thật, phải giỏi. Sinh ra để cứu người chứ không phải sinh ra để đem mạng sống con người ra để thí nghiệm như con chuột bạch. Chính vì như vậy tôi mới làm video này. Và sau đây thì những cái ngày sau này tôi sẽ làm tiếp những cái video mới về cái sự việc này. Sự việc chưa ngừng lại đâu. Tôi chúc bà may mắn nhé. Và hy vọng rằng bà không phải dính vào lao lý. Cái đó là tôi hy vọng thôi, nhưng tôi nghĩ là pháp luật Việt Nam sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Một người dám đem sinh mạng con người ra để chơi đùa như thế trong vòng mười mấy năm trời, không biết là có ai đã chết dưới tay bà chưa. Hy vọng và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nhé.